heard the first time about women's rights and about feminism, I found that liberatory, not only for women, but also for me as a man. I found that that this approach was giving me the permission to just be myself and not to have to demonstrate to anything about my manhood. Tại Việt Nam thì cái việc mà bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thì nó cũng là một vấn đề xã hội. Thì việc tham gia của đàn ông cũng như là trẻ em trai vào cái việc này rất là cần thiết. Chúng ta không phải bàn cãi nhiều, đối tượng ở đây gây ra bạo lực thì cho phụ nữ chắc chắn là sẽ là nam giới nhiều. Nguyên nhân bắt đầu từ nam giới thì có nhiều lắm. Ví dụ như là từ cái nhận thức, rồi từ cái trình độ văn hóa, từ cái hoàn cảnh sống của họ sẽ tác động nhiều đến cái yếu tố mà gây ra bạo lực trên sự thế giới của người nam đối với phụ nữ và trẻ em gái. For many years, the women's movement has been actively working on responding to violence against women by providing services as well as developing legislation and action plans. But we see that there are still high rates of violence in society. So we need to add to the response to violence, we need to include a prevention approach. And in order to work on prevention, we need to engage men and boys in a positive way. And to do so, we need to engage them in a way that they feel that they can come on board and work with the women's movement and be a force for positive change in society, where they can feel that they are able to engage more fully in their families and in their communities and in their societies, and to get recognition for being part of the solution versus being seen as perpetrators or part of the problem. Khi mà bình đẳng giới được thiết lập ý, thì sẽ phát huy được cái khả năng của cả phụ nữ cũng như đàn ông, cả em trai, em gái. Thì lúc đó thì nó sẽ đem đến cân bằng xã hội và nó sẽ đem đến rất nhiều cái lợi ích khác cho xã hội. Cái khó khăn mà để huy động sự tham gia của nam giới đó là gì ạ? Đó là cái nhận thức của người nam, tư tưởng gia trưởng. Họ vẫn cho rằng họ là chủ gia đình, là trụ cột. Ở Việt Nam thì lúc nào cũng là đàn ông sẽ là trụ cột gia đình. Các bạn nam luôn là làm những việc to lớn, luôn được dạy dỗ là sẽ phải làm những việc to lớn, luôn luôn phải cứng rắn, luôn không được khóc, không được tỏ cảm xúc là dữ liệu này kia. Nhận thức thay đổi quan điểm là cả một quá trình dài, tôi nghĩ là cần phải rất là lâu. Việc tham dự cái tập huấn này thì giúp em có thêm kiến thức về cái việc phòng chống cũng như là giảm thiểu bạo hành đối với phụ nữ và em gái. Thì khi mà trở lại với công việc cho anh Phú Chí Minh ý, thì em có thể là xác định hoặc là tập hợp những câu lạc bộ mà đang hoạt động tại lĩnh vực này để các bạn đã cùng hoạt động với nhau, cùng phát triển cái vấn đề này lên. Thì những cái kiến thức em đạt được trong buổi tập huấn ngày hôm nay ý, thì sẽ là kiến thức để cung cấp cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trong khóa tập huấn này tôi học được nhiều cái, học được chính từ giảng viên, từ báo cáo viên, từ các bạn đồng nghiệp, từ các đại biểu. Vì những cái kiến thức tôi thu nhận được thì rất là hữu ích, tôi có thể sử dụng trong công việc để tôi làm cái gì ạ, để tập huấn cho những người khác, để tôi truyền thông lại và để tôi sử dụng hoàn toàn trong công việc tham mưu hiện tại của phòng đảng giấy của chúng tôi. Gender violence happens everywhere, all the time. Men and boys are 50% of the population, but we need everybody on board to end the violence against women. As a man, I want to be part of it.